Xin chào các bạn đã tới kênh Văn Quang Nguyễn. Hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng tới thăm nhà thờ Trường Hải. Nhà thờ Giáo xứ Trường Hải thuộc giáo hạt Hướng Phương, giáo phận Hà Tĩnh. Giáo xứ nằm sát vùng bãi ngang ven biển sông Ròn, thuộc địa bàn thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và đây là nhà thờ. Lược sử hình thành. Giáo xứ được thành lập vào năm 1929 dưới thời Đức Cha Bắc. Sau bao thăng trầm của thời cuộc, giáo xứ đi vào thầm lặng, có lúc như bị lãng quên. Mãi đến năm 1978, giáo xứ được tái lập và sinh hoạt cùng các xứ trong giáo hạt Bình Chính. Từ khi giáo xứ Trường Hải còn là một giáo họ biệt lập của giáo xứ mẹ Xuân Hòa, đã có 6 linh mục trông coi phục vụ với bao ân tình sâu nặng, bao thành quả vật chất và tinh thần mà các ngài đã để lại nơi đây. Vào tháng 1 năm 2015, bề trên đã cử linh mục Phêrô Nguyễn Bình Yên về làm cha xứ Tiên Khởi. Vào tháng 6 năm 2017, cha cùng giáo xứ đã xây dựng trường giáo lý cho giáo xứ. Đến tháng 3 năm 2018 thì hoàn thành. Và đây là mộ của linh mục Phêrô Nguyễn Bình Yên, ngài mất ngày 2 tháng 12 năm 21 và đã được chôn tại đây.
Xin cảm ơn các bạn đã đến xem kênh của mình. Xin đăng ký ủng hộ tinh thần của mình nhé. Xin cảm ơn. Nhà thờ giáo xứ Trừng Hải, giáo hạt Hướng Phương, giáo phận Hà Tĩnh. Một lần mình đến viếng. Xin chào tạm biệt.